Sau là Mộc xin chào anh em. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ khóa 09082 của hãng SATA. Một cái đầu khóa, một đầu dòng lắc léo và một đầu khóa cao cấp của hãng SATA. Thì cái bộ này là rất là phù hợp cho chúng ta sử dụng sửa chữa, bao gồm 10, 11, 12, 13, 14 ly, tất cả những kích thước phổ thông. Cái bộ này nó hay ở chỗ là nó sẽ có một cái đầu là đầu khóa như thế này và một cái đầu là đầu dòng. Đầu dòng này có lắc léo được nha anh em, lắc léo được, rất là cứng cáp. Nó không có khóa nhưng mà nó siết rất là cứng, nên là khi anh em vặn cũng rất là ok. Thì những cái đầu này khi mà mình muốn chuyển nó sang, nó có những cái adapter cho cây số 13 và cây số 10 để anh chuyển từ cái đầu này, cái thẳng này thành một cái cần tự động luôn. Hãng SATA có bán luôn và mình sẽ làm một video để giới thiệu cho anh em. Nên anh em mua cái bộ này thì anh em mua thêm cái adapter 3/8 và 1/4 đó là anh em chuyển ra thành hai cái cần tự động. Còn nếu anh em muốn chuyển ra gần 1/2 thì nó sẽ phải xài tới cái cây này 19 thì nó mới xài được. Ok, thì đó, nguyên một bộ như thế này anh em thấy rất là đẹp ha, và chất lượng cũng rất là tốt, mà giá của nó thì rất là cạnh tranh. Cái bộ này để mình xem coi giá nó là bao nhiêu nha. Anh em đợi một chút xíu. Ở đây nè, em sẽ cho anh em coi cái adapter. Ăn chết giùm anh cái giá của 09082 cái này. Đây, mình sẽ cho anh em xem nha. Bây giờ ví dụ mình muốn biến cái cần này thành cần 3/8 thì nó sẽ có cái đầu adapter đây. Adapter này rất là rẻ nha anh em, không có mắc. 09082. 675.000 hả? Cái bộ này là 675.000 nha mọi người. Đây mọi người, mình sẽ cho mọi người xem cái hay của nó nè. Bây giờ mình muốn cái này thành một cái cần tự động nha. Mình sẽ gắn cái adapter này vô. Đó. Thì bây giờ nó trở thành một cái cần tự động rồi nè anh em. Còn anh em muốn đảo chiều thì anh em xoay cái đầu cái cần này lại ha. Cái cần này nó có hai chiều đúng không? Đây. Đây nha, đẩy ra, đẩy nó ra. Cái này do nó lắc léo nên là mọi lần đẩy ra là nó dướng. Đó. Bây giờ mình xoay cái chiều này lại thôi. Mình xoay cái chiều này lại thôi thì mình sẽ ra cái chiều bên kia. Rất là hay. Cái bộ này á, mình có giới thiệu của hàng Tone, thì mà Tone thì giá nó khá là cao. Trong khi cái bộ này của hãng SATA thì giá rẻ hơn. Giống như cái đầu này nó là 121.000 của hãng SATA nè. Anh em nghe tiếng rất là sướng ha. Rồi mình sẽ bấm cái nút này để mình xài. Đó, thì mình sẽ biến thành đây mà thành cái cần tự động rồi. Anh em thấy hay ghê không? Đó, nên anh em mua cái bộ này, anh em mua chỉ cần mua thêm mấy cái adapter này là anh em sẽ xài được rất là nhiều thứ. Rồi, đó là cái adapter chuyển cho 3/8. Còn nếu anh em muốn xài cho chuyển cho nhỏ hơn 1/4 thì mình sẽ giới thiệu cho anh em đây. Đây cái bao bì này để lâu quá rồi nó mòn luôn. Nó gãy luôn. Đây. Đây ha, 3/4 thì mình sẽ xài với cái khóa 10. Đó. Còn nếu anh em muốn xài cho cái khóa 1/2 thì nó sẽ có một cái đầu và anh em phải xài cái chuẩn 19. Lưu ý anh em á là cái đầu này nè, miễn là 12 cạnh là nó gắn vừa tất cả những adapter này nha. Còn nếu tự động thì nó sẽ là tự động, còn không tự động thì nó sẽ là cố định. Rất là đơn giản thôi. Rồi, ok anh em. Cái 1/4 này mình báo giá luôn cho anh em đó là 103.000. 3/8 là 121.000, còn 1/2 đó là 141.000. Đó, những sản phẩm này anh em có thể xem trên website của mình đặt hàng để mua nha. 466656. Rồi, ok anh em. Cảm ơn anh em đã xem cái video này. Thì đây là một cái bộ khóa rất là tốt của hãng SATA. Chất lượng rất là ok, rất là nhiều anh em tin dùng toàn là thợ thầy không à. 09082, anh em đặt hàng trên website store1.vn hoặc đến trực tiếp Store là Mộc, siêu thị dụng cụ cầm tay số 1 Việt Nam, địa chỉ là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.